Sau lệnh cấm, Trấn Thành được đối xử như thế này khi đi diễn. Buổi đi biểu diễn đầu tiên của Trấn Thành sau ồn ào với Đài Vĩnh Long khiến nhiều người khá bất ngờ. Tối ngày 27 tháng 4, Trường Giang và Trấn Thành đã có live show riêng tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên Danh Hài Đụng Độ. Đây là show diễn đầu tiên của Trấn Thành sau khi anh vướng phải vụ lùm xùm bị đài truyền hình Vĩnh Long từ chối cho ngồi ghế nóng của game show dành cho trẻ em Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí. Trấn Thành đến đêm diễn khá muộn và vội vàng vào hậu trường, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi. Ông xã Harry Won ngồi tâm sự với các đồng nghiệp cùng tham gia chương trình. Trường Giang, các Phượng đều thể hiện sự thông cảm và động viên tinh thần anh. Tối qua, Trấn Thành cũng diễn một tiểu phẩm hài trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Cuối chương trình, anh cùng với anh Đức và các Phượng còn ngẫu hứng hát tặng người hâm mộ. Kết thúc chương trình, Trấn Thành đã phải ở lại bên trong hậu trường rất lâu vì khán giả đợi anh bên ngoài quá đông. Dù được bảo vệ hộ tống ra xe, nhưng nam danh hài vẫn tranh thủ chụp ảnh và gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình. Trấn Thành được các đồng nghiệp động viên ở hậu trường. Anh ngồi một góc chờ đến lượt diễn. Các Phượng lo lắng động viên Trấn Thành. Anh mang đến những tràng cười cho khán giả. Trấn Thành, anh Đức và các Phượng còn ngẫu hứng hát tặng người hâm mộ. Trấn Thành tỏ rõ sự lạc quan và vui vẻ sau đêm diễn. Anh thân thiện chụp ảnh cùng người hâm mộ. Trấn Thành luôn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhí. Trấn Thành ra về cùng Kiều Minh Tuấn và các Phượng. Trong mắt Khởi My, chồng sắp cưới là người như thế nào? Dù cả hai rất trẻ trung, vui tính, nhưng trong mắt Khởi My, Kevin Khánh lại có nhiều điều khác biệt hơn khán giả nghĩ. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi, khán giả người hâm mộ của Kevin Khánh và Khởi My đã chính thức đón nhận tin vui khi cả hai đã chính thức làm lễ đính hôn vào ngày 25 tháng 4 tại quê nhà của cô dâu Long Khánh, Đồng Nai. Dù rất nổi tiếng, thu nhập được đồn đoán ở mức rất cao, nhưng đám hỏi của cặp đôi được tổ chức rất đơn giản, thậm chí nhiều đồng nghiệp trong làng giải trí Việt cũng không biết thông tin về đám hỏi này. Dù trong mắt khán giả, Khởi My và Kevin Khánh rất trẻ trung, năng động, nhưng đằng sau hai cái tên này còn rất nhiều điều thú vị. Trong một lần chia sẻ, dù không chính thức thừa nhận chuyện tình cảm, nhưng Khởi My vẫn dành những lời khen có cánh cho chồng sắp cưới. Cô cho rằng Kevin Khánh là một người vui tính, dễ thương, hài hước, đặc biệt rất là ga lăng. Theo chia sẻ từ phía ca sĩ Hòa Minzy, để chuẩn bị đưa nàng về dinh, Kevin Khánh đã mua nhà, làm phòng thu và tu chí. Theo một số thông tin trước đây, Kevin Khánh hiện sống cùng bố mẹ trong một căn nhà khá giản dị. Dù là con một, còn rất trẻ nhưng Kevin Khánh đã trở thành trụ cột trong gia đình. Tương tự chồng sắp cưới, Khởi My cũng gánh vác trách nhiệm với gia đình trên vai. Cô được đồn đoán có thu nhập khủng và đang sở hữu khối tài sản rất lớn. Kevin Khánh từng kể, trước 14 tuổi anh chàng vẫn là một đứa trẻ ham chơi, đua đòi, làm khổ bố mẹ. Nhưng đến 16 tuổi bắt đầu không thích tiêu tiền của bố mẹ và thích tự đi kiếm tiền. Kevin Khánh từng đi hát đóng lót cho các tiểu phẩm hài. Hiện tại cuộc sống gia đình Kevin Khánh đã thay đổi nhiều, khá hơn trước. Từ những khó khăn thời thơ bé đã giúp Kevin Khánh có được sự tự lập như hôm nay. Đi diễn, tiền Kevin Khánh đều giao cho mẹ giữ, rất ít khi giữ tiền. Không phải diễn hài nhảm, hét giá cách xê, đây mới là lý do thực sự khiến Trấn Thành bị cấm sóng. Nhiều người cho rằng, ngoài lý do phía nhà đài đưa ra, Trấn Thành bị cấm sóng là vì cách làm việc của anh. Việc Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm sóng, nhiều đồng nghiệp đã biết từ cuối năm 2016. Từ đầu năm 2017, Trấn Thành đã không còn được đài Vĩnh Long mời ghi hình. Những tập game show phát sóng từ đầu năm đến thời điểm này đều được quay từ cuối năm 2016. Đài Vĩnh Long còn được người dân miền Nam gọi vui là kênh truyền hình game show. Hiểu một cách nào đó, đây là nồi cơm chính của đông đảo nghệ sĩ khu vực phía Nam. Bởi vậy, Trấn Thành chắc chắn không dạy gì khi hét giá với người gần như trả lương nuôi sống anh hàng ngày. Nhiều người cho rằng, đằng sau lý do phía nhà đài đưa ra, Trấn Thành bị cấm sóng là vì chính cách làm việc của anh. Trấn Thành mắc một cái tội rất lớn khi làm việc, đó là chảnh. Khi Trấn Thành còn dẫn chương trình Hãy Xem Tôi Diễn, anh đã để lại nhiều ấn tượng xấu cho ekip. Theo lịch là 9 giờ sáng sẽ quay, nhưng chờ mãi không thấy Trấn Thành đâu. Khi biên tập gọi điện cho Trấn Thành mới biết anh đang ở Nha Trang. Nhưng điều đáng nói là Trấn Thành trả lời một cách bình thản và tự nhiên, không hề tỏ ra áy náy với cả trăm con người lớn bé đang ngồi đợi mình ở trường quay. Điều đó đã khiến nhà sản xuất soi máu. Nhiều nghệ sĩ cũng cho hay bệnh ngôi sao của Trấn Thành tái diễn thường xuyên và liên tục ở nhiều game show khác.
Không những thế, Trấn Thành còn mắc bệnh yêu, phô trương khiến nhiều đồng nghiệp bức xúc. Cách thể hiện tình cảm thái quá của anh với Harry Won khiến đồng nghiệp nhìn mà phát ngượng. Hễ đi quay với nhau ở đâu, Harry và Trấn Thành đều quấn quýt bên nhau. Khi Trường Giang làm show Chàng Hề Xứ Quảng 2, kết thúc chương trình, ekip thực hiện live show rủ nhau đi ăn. Nhưng mọi người đỏ mặt bỏ về vì Harry và Trấn Thành tự nhiên âu yếm như chốn không người. Khởi My nói gì về tin đồn cưới sớm chạy bầu? Nữ ca sĩ cũng chính thức lên tiếng về nghi vấn cưới giả khi đột ngột làm lễ đính hôn với Calvin Khánh. Sau khi bất ngờ tổ chức lễ đính hôn cách đây vài ngày, tối ngày 25 tháng 4, cặp đôi Khởi My Calvin Khánh đã chính thức có buổi giao lưu trực tuyến trên kênh VLive cùng người hâm mộ và giải đáp mọi thắc mắc về chuyện riêng tư. Theo đó, trước tin đồn cho rằng cả hai cưới giả, hình ảnh được lan truyền vừa qua chỉ là chiêu PR cho MV mới hoặc một chương trình thực tế, Khởi My khẳng định đó là lễ đính hôn thật của cả hai. Trong một lần chia sẻ trước đây, Khởi My cho biết cô sẽ chỉ kết hôn khi đến 30 tuổi, tuy nhiên giọng ca sinh năm 1990 lại bất ngờ lên xe hoa sớm hơn 3 năm khiến nhiều người bất ngờ. Giọng ca người yêu cũ tinh nghịch giải thích, khi cô tròn 30 tuổi thì cô và Calvin Khánh lại xung khắc, không hợp làm đám cưới nên cả hai quyết định tổ chức sớm hơn dự kiến. Cũng vì làm lễ hội quá vội vàng và bất ngờ, không ít khán giả đặt câu hỏi và đồn đoán cặp đôi này ăn cơm trước kẽn nên phải cưới chạy bầu. Tuy nhiên Khởi My đã lập tức phủ nhận, lẽ ra lễ hội và đám cưới của tôi sẽ được diễn ra vào cuối năm, nhưng vì sợ mọi người suy diễn đồn đoán tôi cưới chạy bầu nên hai đứa quyết định làm đám hỏi sớm, sau nửa năm mới tổ chức tiếp lễ thành hôn. Chia sẻ về lý do giấu kín chuyện hẹn hò suốt thời gian dài rồi đột ngột tiến tới hôn nhân, Calvin Khánh cho biết tình cảm là chuyện riêng của mọi người, đó là lý do hai đứa quyết định giữ lại cho riêng mình thay vì chia sẻ trên mặt báo. Chưa kể giới showbiz rất khắc nghiệt, tôi cũng không quen để mọi người bàn tán về chuyện tình cảm của mình. Trong buổi giao lưu, Khởi My và ông xã đã không giấu được niềm hạnh phúc của mình, cả hai thậm chí khóa môi nhau trong lúc quay hình và xem đó là món quà đặc biệt dành tặng fan. Dự kiến vào ngày 7 tháng 5 tới, cả hai sẽ có chuyến hưởng tuần trăng mật sớm tại Hàn Quốc. Trước khi đính hôn, Calvin Khánh liên tục bị Khởi My chất vấn giới tính thật. Khi bị Khởi My liên tục chất vấn có phải gay hay không, Calvin Khánh khẳng định mình máu gái muốn chết. Vừa qua ngày 25 tháng 4, thông tin Khởi My làm lễ đính hôn cùng Calvin Khánh đột ngột xuất hiện trên mạng xã hội, gây ngạc nhiên khán giả yêu nhạc Việt. Trong khi một số người hâm mộ còn bán tính bán nghi, cặp đôi chỉ đang quay MV hay đóng phim chung, thì khá nhiều người bạn thân của ngôi sao lên tiếng xác thật về lễ đính hôn này. Khởi My và Calvin Khánh trong lễ đính hôn ấm cúng, cặp đôi trao nhau nụ hôn tình tứ. Khi thông tin Khởi My làm lễ đính hôn xuất hiện, nhiều người hoang mang và không tin vào điều này bởi lâu nay, giới tính của bạn trai cô luôn nằm trong vòng nghi vấn không rõ ràng. Theo đó, Calvin Khánh bị fan chê là điệu khi thường xuyên tạo biểu cảm dễ thương y chang các cô gái tuổi teen. Thậm chí khi sánh đôi bên Khởi My, vẻ nhí nhảnh đáng yêu của chàng ca sĩ sinh năm 1994 còn lấn át cả bạn gái. Trong khi chủ đề giới tính của Calvin Khánh một lần nữa được bàn tán rôm rã, một số khán giả đã đào mộ được clip Khởi My chất vấn giới tính của Calvin Khánh rất thú vị từ 2 năm trước. Clip Khởi My chất vấn giới tính thật của Calvin Khánh, khi đó Khởi My tham gia một talk show và nhận được câu hỏi từ phía khán giả. Nói thật với chị, nếu không phải chị với anh Calvin cặp với nhau, thì em chắc chắn sẽ nghĩ Calvin là gay. Chị có bao giờ nghi ngờ về chuyện này chưa? Nhận được câu hỏi đầy bất ngờ về giới tính của Calvin Khánh, Khởi My cho biết mình cũng từng nghi ngờ, song không biết sự thật ra sao, cho rằng không ai rõ hơn người trong cuộc. Nữ ca sĩ trực tiếp lấy điện thoại gọi cho phi công trẻ. Sau màn chào hỏi với lối xưng hô ngoại bé hài hước, Khởi My vào thẳng vấn đề. Cho ngoại hỏi thẳng nha, bé có gay hay không? Ngay lập tức Calvin Khánh phản pháo, gay hả không phải, trời ơi, nghĩ sao hỏi tào lao vậy trời. My biết mà, đâu có đâu, máu gái muốn chết. Khi Khởi My hỏi xác nhận lại, tức là thích con gái đúng không? Calvin Khánh hồn nhiên đáp, không lẽ tôi thích con trai? Calvin Khánh khẳng định mình không gay. Nam ca sĩ cho rằng Khởi My tào lao khi nghi ngờ về giới tính của mình. Theo chia sẻ của Khởi My, Calvin Khánh là chàng trai có tính cách vô cùng tự nhiên và hài hước. Vậy nên, anh chàng không ngại tạo những biểu cảm dễ thương quậy hết cỡ khi lên hình. Vì điều này mà một số khán giả có thể đã hiểu nhầm về giới tính của anh. Calvin Khánh thường quậy hết cỡ khi chụp hình hay quay phim.
Trong cuộc sống anh cũng là người có máu hài hước. Những biểu cảm rất đáng yêu của nam ca sĩ, thậm chí xì tin không kém Khởi My. Cặp đôi khiến người hâm mộ phát cuồng vì độ dễ thương và nhí nhảnh. Trước đó, tin đồn Khởi My cặp kè với Kevin Khánh xuất hiện từ năm 2013 khi cả hai có sự hợp tác ăn ý trong MV nhạc phim Gửi cho anh. Mặc dù vướng nghi án yêu đương, song cả Khởi My và cậu em kém 4 tuổi đều khéo léo phủ nhận khi được truyền thông hỏi đến. Hơn 3 năm qua, Khởi My, Kevin Khánh vẫn là cặp đôi đẹp trên các sân khấu âm nhạc, được giới trẻ yêu thích. Cho tới khi lễ đính hôn bất ngờ được diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 4, tin đồn yêu nhau của hai ngôi sao mới chính thức trở thành sự thật. Đông đảo khán giả đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi phi công trẻ lái máy bay bà già này.